Ngày 19, Đức Mẹ Ethelem, Bavaria. Chào kính nguồn sức sống, nguồn an vui, nguồn hy vọng của chúng con. Khi ca ngợi Đức Maria là nguồn sức sống của chúng ta thực sự muốn tin nhận đúng như vậy. Qua lời Phi-át trong ngày truyền tin, Đức Maria đã để cho ngôi hai Thiên Chúa được giáng thế để cứu độ nhân loại tội lỗi. Chúng ta được sống muôn đời là nhờ sự cộng tác của Đức Maria vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngay cả cuộc sống trong thế kỷ này có thể kham nổi là nhờ rất nhiều giá trị dựa trên văn minh Kitô giáo mà Đức Maria là một trong những viên đá móng. Hơn nữa, Đức Maria còn là nguồn an vui và hy vọng của chúng ta. Vẻ kiều diễm thể lý và tinh thần của Đức Maria đem lại hoan lạc cho mọi tâm hồn. Sự tinh tế lúc nào cũng đi liền với mẹ. Chúng ta sẽ không bị khước từ hoặc chán chường bao lâu chúng ta vẫn còn nhận thấy người mẹ thiên đàng yêu thương và chăm sóc chúng ta. Ôi hoa hồng không gai, thần lực chữa lành cho các tội nhân. Edwin R. McDavid, M.